Ngày 6 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định cách chức đối với trưởng phòng tư pháp huyện vì có hành vi trộm cắp. Phòng tư pháp nằm trong trụ sở khu liên cơ quan huyện Cư Rút, nơi ông Lê Trọng Tấn từng giữ các chức vụ phó bí thư chi bộ, trưởng phòng. Ủy ban nhân dân huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông ra quyết định cách chức đối với ông Lê Trọng Tấn, trưởng phòng tư pháp huyện, sau khi ông này trộm cây hoa giấy của một tổ chức trên địa bàn. Hành vi trộm cắp của ông Lê Trọng Tấn diễn ra vào tháng 3 năm 2023, bị camera an ninh ghi lại, sau đó bị tố giác và đã được các cơ quan chức năng của huyện Cư Rút vào cuộc kiểm tra xác minh làm rõ. Cùng với hành vi này, trước đó ông Lê Trọng Tấn đã bị huyện ủy Cư Rút kỷ luật, cách chức phó bí thư chi bộ phòng tư pháp. Theo một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cư Rút, hiện ông Tấn đang trong đợt xin nghỉ phép, huyện đang xem xét để bố trí vị trí làm phù hợp để ông Tấn có việc làm mới ngay sau khi kết thúc đợt nghỉ phép.